Rồi hello anh em, tại cái này mình quay gấp, mình mới mua được cái con xe này để cho anh em là gọi là cho anh em có nhiều cơ hội lựa xe. Con này rất là rẻ luôn, chỉ có 78 triệu thôi nha anh em, 78 triệu là sở hữu một con xe này. Bây giờ mình vô mình chồng tiền, quay đây quay gần đây. Bây giờ mình chồng tiền trước nha, rồi xong mình ra mình nói chuyện với anh em. Rồi ok nha, mình vô chồng tiền xong rồi anh em mình ra nói chuyện để quay con này luôn cho anh em xem. Bentley 302R 78 triệu. Rồi bây giờ em vô em chồng tiền xong chạy ra nha. Rồi ở đây để mình quay luôn cho anh em xem. Rồi 9 giờ đêm. Quay qua đây nào, quán ngoài nó chụp cái điện thoại bây giờ không nổi. Thì đây là con Bentley 302R nó rất là hot. Kiểu như là hai mấy thôi nhưng mà nó nổ như 4 mấy vậy anh em đó. Thì sao ta soi trước cho anh em, xe này mình soi rồi, em mở đèn lát lên soi. Con này một chủ sử dụng biển số thành phố, với lại soi em mở đèn lát lên soi sơn zin đồ còn luôn á anh em. Đó anh em hơi bụi trước thôi, zin bụi thôi mà rất là đẹp luôn đó. Qua đây nè anh em, thấy chưa, một ấp xe đao luôn, gan xà beng luôn á anh em. À vỏ nè, rồi vàng áo nè, mới tinh nè, soi kỹ lắm luôn á. Xăng đó nghe đứng mồ vậy, từ từ soi cho người ta coi á. Mày cái tép bô hoài bu xe mà cái đòi tép bô là coi anh em, vàng sơn nè, nước sơn nè, đẹp chưa. Sao mày mở lát lên, lát đâu coi cho anh em coi, lát nhiều quá nè, coi nước sơn mình xăng nè, thấy không, không lát nhìn hết luôn anh em. Mình soi kỹ lắm mình mới lấy á. Vỏ sao nè, thay rồi vỏ này đã thay rồi nhưng mà ngon, ok, vỏ mới đốt chuẩn về anh em chỉ chạy thôi nè. Anh em coi tiến bộ nè, có 70 mấy triệu thôi là anh em được sở hữu xe rồi. Chủ yếu mình mua con này á là để cho anh em á là có đủ thể loại xe để chọn. Không có mi cho nên phải nói hơi mệt. Quay vòng đây. Đồng hồ đó là anh em đẹp không? Đó, 9 giờ, đây 9 giờ luôn anh em. Đi đông này thoải mái lắm, đi xuống. Có chống đổ rồi, ớt kẹt bôn rồi, bô được bô này nọ luôn, ngon lắm. Soi từng chi tiết luôn mà, hai anh em mình soi nãy giờ. Soi đẹp lắm. Mở lát lên soi đi, đỏ thấy không em? Máy nè, chủ như kỹ không? Một chủ sử dụng đã không? Cái này có hình con cọp luôn, và thương hiệu của Bentley á. Thôi ngồi thử cho anh em coi nha. Đẹp trai liền. Lâu lâu có con này, hồi đó giờ anh chưa lên con này luôn á. Hồi đó giờ mình chưa lên biết con này luôn á anh em. Mình
cho con này rồi nha. Ok anh em uy tín luôn, anh em nào mà thích con này thì cứ liên hệ mình nha, số điện thoại 0916640653 hoặc qua trực tiếp coi luôn, mới cực kỳ luôn, nước sơn đẹp đã ghê luôn á. Cái này do chủ đi chỉ thôi, nói đau họng quá. Thôi bye bye anh em nha, nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Rồi 10 giờ đã về tới nhà rồi, về tới nhà lúc 10 giờ đó. Đây em nói đây, mai sẽ edit video cho anh em xem. Rồi cho mấy đứa nhỏ lên ngủ, mai sẽ edit video cho anh em xem. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Mấy đứa nhỏ nó ngủ ở trên lầu luôn anh em, có đứa thích ngủ dưới đây, tụi nó đam mê lắm. Có bữa mình thấy tụi nó ngủ ở dưới đây nè, cho nên mình lót sàn đồ hết cho tụi nó ngủ luôn. Sống vì đam mê đẹp không, rebel tuyệt vời luôn. Dép này khách lấy rồi, dép này không tới lượt anh em rồi, dép này khách tới đặt trước rồi, anh em thấy không, xe đặt trước nó sẽ khác đó. Khoái, đèn ở đây tối á. Con này chắc sắp tới cũng có người đặt rồi nè. Ngủ. Nhớ bóp ổ khóa ngoài. Bóp chưa?